Wednesday. Xin chào các khán giả của Đẹp 24/7. Trong những số lần trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị những phong cách trang điểm như là puppy eye hay là shirt bro, những phong cách khiến cho chúng ta trở nên năng động, trẻ trung hơn. Và trong số lần này, tạm rời xa xứ sở kim chi Hàn Quốc, hãy cùng đến với đất nước mặt trời mọc để xem phong cách trang điểm Nhật Bản như thế nào. Nhưng trước hết, hãy cùng gặp gỡ chuyên gia của chương trình. Xin được giới thiệu với quý vị chuyên gia make up Diệp Lâm. Xin chào Mai. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp 24/7. Chị Diệp Lâm thân mến, ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là phong cách trang điểm Nhật Bản. Mai có nghe nói đây là một cách trang điểm rất là dễ thương của các cô gái Nhật, thì chị có thể chia sẻ thêm về phong cách này được không? Đúng rồi đấy, phong cách này còn được gọi là Otana Kawaii. Phong cách này rất được ưa chuộng, các bạn trên thế giới ưa chuộng. Và phong cách này thì chữ Kawaii trong tiếng Nhật có nghĩa là dễ thương này, xinh xắn, đáng yêu. Thế nên là chủ đề của phong cách này nó sẽ lấy ý tưởng từ cái sự tự nhiên. Bản thân Mai thì cũng là một người cực kỳ ấn tượng với những vẻ đẹp trong sáng tự nhiên. Và có lẽ với những lời giới thiệu vừa rồi thì ngay bây giờ chị có thể hướng dẫn khán giả một vài bước trang điểm để chúng ta có được một vẻ đẹp như vậy. Tất nhiên rồi, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Wednesday. Phong cách trang điểm này làm cho các bạn gái có vẻ đẹp kiêu sa, quyến rũ mà vẫn ngọt ngào cuốn hút. Đặc biệt hơn cả là cách trang điểm và phối màu khá đơn giản, rất dễ thực hiện. Để gương mặt sáng và mịn màng căng bóng, chúng ta bắt đầu từ bước kem lót. Một lớp kem lót tốt vừa hạn chế da tiếp xúc trực tiếp với mỹ phẩm, vừa để kem nền bám dính lâu hơn. Tiếp theo là kem nền, chấm nhẹ lên da và thoa đều, tránh dùng quá nhiều kem nền sẽ khiến cho mặt thô cứng và thiếu tự nhiên. Sử dụng kem che khuyết điểm che đi những nốt mụn hay vết thâm trên khuôn mặt, sau đó dùng phấn phủ dặm lại toàn bộ. Với phần tạo khối, đánh phấn tại vùng gò má, xương hàm, shading và hai bên sống mũi. Nên đánh một chút phấn trắng ở vùng giữa sống mũi để cân bằng màu sắc cho toàn bộ khuôn mặt. Bước thứ hai là trang điểm mắt. Các bạn có thể sử dụng phấn nhũ cho lớp ngoài cùng để mắt dễ bắt sáng và long lanh hơn. Đừng quên kẻ eyeliner và chốt mascara cho mi dày ấn tượng. Cuối cùng là son môi. Nếu bạn nào môi nhạt màu thì có thể đánh trước một lớp lót bằng son dưỡng môi, sau đó đánh son lì cho phần giữa lòng môi sẽ tạo cảm giác căng mọng nổi bật. Quý vị và các bạn có thấy người mẫu của chúng ta sau khi áp dụng cách trang điểm này thì trở nên trẻ trung và đáng yêu hơn rất nhiều không ạ? Bản thân Mai Anh thì cảm thấy rằng phong cách này rất phù hợp với các nữ sinh, bởi vì vừa đơn giản, nhẹ nhàng mà vẫn có thể tôn lên những đường nét ở trên gương mặt. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Diệp Lâm ngày hôm nay đã chia sẻ với chúng ta về cách trang điểm theo phong cách Nhật Bản này. Và nếu như các bạn muốn thử trải nghiệm phong cách này thì nhớ chụp lại hình ảnh và gửi về cho chúng tôi theo đường link ở dưới màn hình. Những bức ảnh có nhiều lượt like và share nhất sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.